Đồng Tháp 10 vốn là một địa danh không còn xa lạ với người dân miền Tây Nam Bộ từ xa xưa. Vùng đất cò bay thẳng cánh, mũi kêu như sáo thổi, đỉa lội tựa bánh canh. Thế nhưng trước sự khai phá mạnh mẽ của con người, vùng đất này ngày nay đã trở thành những cánh đồng lúa rộng mênh mông. Hình ảnh về một Đồng Tháp 10 xưa chỉ còn được lưu giữ ở một số khu bảo tồn của hai tỉnh Đồng Tháp và Long An. Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, vùng sinh thái tiêu biểu hiếm hoi còn sót lại của hệ sinh thái đầm lầy. Vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế về đa dạng sinh học, bảo tồn của thế giới. Cứ vào tháng 7 hàng năm cũng là thời điểm chuẩn bị bắt đầu mùa nước Láng Sen lại bước vào một mùa mới, mùa chim về. Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen thuộc xã Vĩnh Lợi, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Sáng sớm, anh Nguyễn Linh Em dẫn chúng tôi vào tiểu khu 10, được xem là vương quốc của các loài chim. Từng đàn chim tung cánh bay lượn trên bầu trời. Chim ở đây nhiều vô số, đậu kín trên những ngọn tràm. Tháng 7 hàng năm, chim kéo về làm tổ sinh sôi. Với hệ sinh thái ngập nước, nhiều cá tôm và đặc biệt là hạn chế sự xuất hiện của con người, nên đây được xem là môi trường lý tưởng của các loài chim nước. Số lượng nó về thì em thấy là ghi nhận ngày càng nhiều. Hầu như là lúc trước thì nó chỉ tập trung vào theo mùa nào cao điểm, mùa nhiều như là độ tháng 10, tháng 11 là mùa sinh sản thì tập trung vào nhiều. Nhưng mà năm nay thì là nó tập trung kéo dài, nó ở sinh sống quanh năm với số lượng nhiều. Hiện tại thì cái khu nghiêm ngặt của chúng ta là có khoảng 200 ha, thì trong đó diện tích tràm thì trên 50 ha, nhưng mà vào buổi chiều là đậu rất là nhiều. Theo ghi nhận từ khu bảo tồn, riêng chim nước có khoảng 80.000 cá thể và là quần thể lớn nhất so với các khu bảo tồn khác trên cả nước. Chim được xem là loài nhạy cảm với môi trường xung quanh, nên chúng thường chọn những cây tràm cao, rậm rạp để làm tổ. Ngoài những quần thể chiếm số lượng lớn như cò, vịt trời, le le, khu bảo tồn còn xuất hiện một số loài quý hiếm như quắm đen, chim cổ trắng. Quần thể cò ốc lên đến hơn 2.000 cá thể, đặc biệt là đồng cỏ năng, nơi dừng chân của loài cực kỳ quý hiếm, xíu đầu đỏ. Hàng năm thì năm nào xíu đầu đỏ cũng về. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây thì xíu đầu đỏ thì nó về nó giảm dần do cái bãi thức ăn của nó là cái nguồn năng kim á, thì nó bị phủ lấn ở một số cái loài thực vật khác. Hàng năm nay thì như năm nay thì nó về chỉ có 4 con. Thì những năm trước thì nó có những năm nó về nhiều hơn, tùy theo những năm nó về. Với phương châm bảo tồn bằng cách không can thiệp vào tự nhiên, Láng Sen đã đóng cửa thành lập phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 180 ha. Ở đây tất cả các loài phát triển theo tự nhiên, và nhờ vậy mà loài nào cũng sinh sôi, phát triển mạnh hơn so với cùng điều kiện sống ở trên đồng bị tác động bởi con người. Khu bảo tồn chú trọng một số vấn đề. Một là cái về công tác phòng cháy cháy rừng, đây là một trong những vụ trọng tâm của khu bảo tồn, thì nâng cao cái công tác phòng cháy chữa cháy, nhận thức của người dân cũng như là công tác trực 24/24. Cái thứ hai nữa là phục hồi lại những cái sinh cảnh đặc trưng của vùng Đồng Tháp 10, ví dụ như hội đoàn săn súng, phục hồi lại đồng cỏ đăng kim để cho một số cái loại chim xíu nó tập trung về nhiều hơn, phục hồi lại cái cây lúa ma hoặc là hay là cây lúa hoang mà mình thường nói đó, thì đây là một trong những cái nguồn gen rất là quý hiếm. Láng Sen, một vùng đất ngập nước với hệ thống sông rạch tự nhiên và sự đa dạng về địa mạo so với các vùng đất ngập nước khác của Đồng Tháp 10. Đây là một trong những yếu tố tự nhiên góp phần cho sự đa dạng về nơi sống, về loài và cảnh quan tự nhiên.